An mến chào các bạn biết đây là món gì không? Mỗi năm khi thời tiết chuyển mùa thu đông, An lại làm món này. Năm nay An chia sẻ cùng các bạn luôn nha. Đây là mứt gừng dẻo, từng sợi mứt thơm lừng và trong veo, nhìn cuốn hút vô cùng. Ăn vào các bạn sẽ cảm nhận được vị khác hẳn mứt thông thường. Rất thích hợp để nhâm nhi cùng một tách trà nóng trong những ngày se lạnh. Mời các bạn cùng An vào bếp nhé. Làm mứt gừng, nguyên liệu đầu tiên cần có là gừng. Để mứt gừng được ngon, các bạn lựa những củ gừng bánh tẻ, không quá non, cũng không quá già. Gừng non, mứt không có độ săn, gừng già thì nhiều sơ. Ngoài ra, chọn những củ gừng to sẽ dễ cắt hơn. Gừng gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt sợi. An làm 500g gừng đã được làm sạch vỏ. Cắt xong, thêm vào 3 thìa canh muối. Trộn đều, để yên trong 30 phút. Tiếp theo, An có ở đây là đu đủ bào sợi. Đây là đu đủ đông đá. Đu đủ làm chung với gừng rất ngon. Đối với đu đủ đông đá, mang qua xả với nước lạnh sau đó vắt thật khô. Nếu các bạn làm từ đu đủ tươi thì bào sợi, ngâm chút nước muối cho sạch mủ rồi làm. Sau khi rửa sạch và vắt ráo, An có ở đây là 150g đu đủ. Quay trở lại tô gừng đã ướp muối được 30 phút. Mang gừng qua rửa vài lần với nước lạnh cho sạch muối và bớt mặn. Rửa xong, bắc lên bếp một nồi nước nấu sôi. Cho hết gừng vào luộc. Luộc như vậy để giảm bớt độ cay của gừng. Thêm vô 2 thìa canh giấm. Giấm sẽ giúp gừng không bị xỉn màu. Để lửa trên trung bình, luộc 15 phút, không cần đậy vung. Sau 15 phút, mang qua xả sạch với nước lạnh. Bạn nào không ăn cay được nhiều thì các bạn luộc thêm một lần nữa. An chỉ luộc một lần vì An thích vị cay của gừng. Rửa khoảng 2 đến 3 lần khi các bạn thấy nước trong là được. Rửa gừng xong để ráo nước. Khi gừng đã ráo nước, cho gừng và đu đủ vào tô. Thêm 500g đường. Trộn đều, bọc lại ướp qua đêm. Ướp qua đêm để gừng và đu đủ có thời gian ngấm đường. Như vậy khi làm xong, mứt sẽ rất trong. Sang hôm sau, cho gừng vào chảo. Trước khi xiên mứt, thêm vào 2 nguyên liệu nữa. Đó là thơm và nước cốt chanh. Đây là 100g thơm cắt nhỏ. Thơm càng vàng thì chút nữa mứt sẽ lên màu càng đẹp. Thêm 2 thìa canh nước cốt chanh. Thơm, nước cốt chanh sẽ làm đường không bị kết tinh, giúp món ăn dẻo và ngon hơn. Ban đầu để lửa lớn cho nước đường sôi. Khi nước đường sôi, có thể để lửa lớn thêm 15 phút cho nước đường mau cạn, sau đó hạ lửa trung bình, xên từ từ cho gừng kẹo lại. Khi các bạn thấy gừng đã rút hết nước, hạ lửa nhỏ, tiếp tục xên cho gừng khô ráo. Nhìn cái màu này ghiền luôn. Hai nguyên liệu cuối cùng là mè rang và đậu phộng rang. Đây là nguyên liệu không bắt buộc, bạn nào không thích thì không cho vào, nhưng An thấy cho vào cực hợp và ngon. Mè rất thơm, đậu phộng thì giòn tan. Mè rang, An cho khoảng 20g, đậu phộng thì khoảng 100g. Cho mè và đậu phộng vào, rồi tắt bếp luôn. Món này nếu các bạn chưa ăn bao giờ thì nhất định phải thử một lần cho biết nha. Mùa đông thời tiết rất lạnh, có món này trong nhà là hợp lý nhất rồi.
Như vậy là món ăn đã hoàn thành. Cũng khá đơn giản ha. Đây cũng là một món ăn rất thích hợp nếu các bạn muốn làm để biếu tặng. An chúc các bạn thành công. Hy vọng các bạn sẽ thích và để lại cho An một like nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.